việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine làm suy yếu vị thế của Ankara với tư cách là nhà hòa giải tiềm năng trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev, ông Yuri Pilipsin, người đứng đầu vụ châu Âu của Bộ Ngoại giao Nga nói với Ria Novosti trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 27 tháng 5. Ankara đã nhiều lần tuyên bố ý định đảm bảo một lệnh ngừng bắn nhanh chóng ở Ukraine và khôi phục quá trình đàm phán thông qua trung gian hòa giải của họ. Việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev trực tiếp mâu thuẫn với những ý định như vậy và mâu thuẫn với vai trò của một người hòa giải, ông Pilipsin nói. Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa phái đoàn Nga và Ukraine vào tháng 3 năm 2022, khoảng một tháng sau khi xung đột giữa hai nước. Các cuộc đàm phán đã bị gián đoạn khi Ukraine cáo buộc quân đội Nga giết hại thường dân ở vùng ngoại ô Bucha của Kiev, điều mà Moscow bác bỏ. Ankara cũng làm trung gian cho một thỏa thuận ngũ cốc giữa Moscow và Kiev cùng với Liên Hợp Quốc vào mùa hè năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ sau đó liên tục kêu Nga và Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình và tuyên bố sẵn sàng làm người hòa giải. Cuối tháng 3 năm 2023, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hòa bình ở Ukraine có thể đạt được thông qua sự hòa giải nghiêm túc và kiên quyết. Ông cũng cáo buộc phương Tây đang cố lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc chiến với Nga. Thời điểm đó, ông Erdogan nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ muốn đảm bảo hòa bình giữa Nga và Ukraine, càng sớm càng tốt. Mới đây, Tổng thống Erdogan cũng ca ngợi mối quan hệ đặc biệt của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói thêm rằng điều này đã giúp ông đảm bảo gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Ông cũng ủng hộ cách tiếp cận cân bằng đối với Nga. Tổng thống Erdogan vẫn trao đổi thường xuyên với Tổng thống Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên duy nhất của NATO không áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Moscow. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục gửi vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev. Công ty Baykar Makina của Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho Ukraine máy bay không người lái, UAV, tấn công và trinh sát Bayraktar TB2 trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Một số phương tiện bay không người lái được mua bằng tiền viện trợ từ Mỹ và EU. Kể từ tháng 8 năm 2022, Ankara cũng đã cung cấp cho Kiev các phương tiện bọc thép chống mìn Kipri. Đợt đầu tiên, bao gồm 50 xe bọc thép chở quân, đã đến Ukraine vào ngày 23 tháng 8 năm 2022. Theo truyền thông Nga, số lượng phương tiện như vậy được quân đội Ukraine sử dụng đã tăng lên khoảng 200 vào giữa tháng 3 năm 2023. Ankara hiện chưa bình luận về tuyên bố của ông Pilipsin. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.